Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 128 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Bàn tay cực lớn nghiền áp qua, uy năng ngập trời. Chỉ dùng mắt thường quan sát cũng đã mạnh hơn so với vừa rồi rất nhiều. Đạo kiếm ảnh cực lớn của tên thiên tiên kia vừa mới chém tới thì đã phanh một cái. Dưới va chạm, bóng kiếm trực tiếp sụp đổ, mà bàn tay cực lớn vẫn còn tiếp tục nghiền áp qua đó. Người thanh niên này muốn né tránh, thế nhưng bàn tay cực lớn kia lại mạnh mẽ nắm chặt lấy hắn. Xoẹt xoẹt. Sau khi chế trụ được người thanh niên này, hắn lập tức chộp người thanh niên vào trong lòng bàn tay. Tâm lực tầng thứ tư. Thanh niên nhìn Kỳ Linh điên cuồng cười lớn, tiếng cười lại mang theo vẻ thê lương. Tâm lực tầng thứ tư thì thế nào chứ, vẫn chỉ là chân tiên nhỏ yếu mà thôi. Nói đi, một thiên tiên như ngươi sao lại mạnh như vậy? Kỳ Linh nhìn hắn rồi hỏi. Không phải là ta mạnh mà là ngươi yếu. Người thanh niên này nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh rồi nói. Không nghĩ tới Cửu Phương Hỗn Độn Quốc bị diệt, thế giới lao ngục này lại rơi vào trong tay người yếu đuối như ngươi. Mau nói cho ta biết đi. Bàn tay cực lớn của Kỳ Linh nắm giữ người thanh niên kia, thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Vì sao thiên tiên lại mạnh như vậy? Vì sao ngươi lại nói ta yếu? Đã chậm rồi, cho dù ngươi có biết thì cũng đã chậm rồi. Người thanh niên kia điên cuồng mà rít lên. Ta sẽ không nói cho ngươi, không nói cho ngươi. Kỳ Linh nhướng mày, hắn cũng cảm giác được người thanh niên trước mắt này giống như đã trở nên điên cuồng rồi vậy. Mau nói cho ta biết, chẳng những ta có thể không giết ngươi mà còn có thể cho ngươi cuộc sống mới. Kỳ Linh nói. Ta muốn trở lại Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn gặp được công chúa, nhìn thấy sư phụ. Ngươi có thể làm được hay sao? Ngươi có thể làm được một trong những chuyện này hay sao? Người thanh niên này nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh vô cùng điên cuồng nói. Một gia hỏa nhỏ yếu như ngươi, ngay cả một chuyện cũng không làm được. Ngươi không làm được đâu. Kỳ Linh khẽ giật mình. Cửu Phương Hỗn Độn Quốc ở đâu chính bản thân hắn cũng không biết. Đi ra ngoài hay sao? Hắn căn bản không có thủ đoạn có thể giúp đối phương đi ra ngoài được. Đúng là ta không làm được. Kỳ Linh nói. Bất quá ta có thể khiến cho ngươi sinh hoạt ở đây thoải mái, dễ chịu hơn một chút, hưởng thụ hơn trước đó một chút. Hưởng thụ ư? Đã xong, tất cả đã xong rồi. Sư phụ, công chúa, ta đã khổ cực đợi chờ hơn 3 hỗn độn kỷ nguyên, kết quả lại chính là như vậy. Đây là số mệnh của ta sao? Trong lúc điên cuồng, người thanh niên kia lại cười lớn rồi nói. Sư phụ, công chúa, Lương Khâu đã đến đây. Phanh. Bị bàn tay cực lớn của Kỳ Linh nắm chặt, thế nhưng người thanh niên này lại trực tiếp nổ tung, hoàn toàn hồn phi phách tán. Sao, tự sát ư? Kỳ Linh khẽ lắc đầu. Một người có thể chịu đựng trong sự cô tịch vô tận của 3 hỗn độn kỷ nguyên, quả thực khó có thể dùng 2-3 câu chuyện để khuyên bảo được đối phương. Kỳ Linh đứng ở bên cạnh, nhìn một lượng lớn vật phẩm ở trước mặt. Lúc này, đây chính là những thứ còn sót lại sau khi chết của người thanh niên tù phạm trước kia. Hy vọng có thể tìm được cái gì đó liên quan về Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, tìm được nguyên nhân vì sao người thanh niên này lại mạnh như vậy. Kỳ Linh tra xét qua một phen, chỉ là vừa rồi tra xét đã khiến cho Kỳ Linh phát hiện ra những phi kiếm màu xanh biếc. Vừa mới nhìn vào, đó là 360 thanh phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm đều tản mát ra kiếm ý vô hình. Cái này là... Kỳ Linh tìm kiếm một lát, lập tức chấn kinh. Phi kiếm thần dương cực phẩm ư? Đều là thuần dương cực phẩm, những 360 thanh sao? Kỳ Linh rất rõ ràng, tên thanh niên vừa rồi đã thao túng 360 thanh phi kiếm thuần dương cực phẩm này, ngưng tụ ra kiếm quang màu xanh biếc để giao thủ với hắn. Hắn ta chỉ là thiên tiên, sao có thể đồng thời điều khiển được nhiều phi kiếm thuần dương cực phẩm đến như vậy chứ? Pháp bảo cường đại như vậy, muốn điều khiển rất khó, coi như là thuần dương chân tiên, phần lớn cũng không có cách nào đồng thời điều khiển nhiều phi kiếm thần dương cực phẩm như vậy. Trong này là... Kỳ Linh lập tức bắt đầu luyện hóa một ít pháp bảo chữ vật, bắt đầu dò xét qua một phen.
từng kiện bảo vật bị Kỳ Linh phát hiện ra. Lương Khâu chết tiệt này ở trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc cũng coi như là hạch tâm. Bằng không mà nói, một tên thiên tiên căn bản không có tư cách bị giam giữ ở nơi này. Đã sớm trực tiếp bị giết chết, làm sao có thể bị người ta dùng thủ đoạn giam giữ trong thời gian dài dằng dặc để trừng phạt cơ chứ? Hiển nhiên, cho dù là Cửu Phương Quốc chủ cũng phải có chỗ cố kỵ, không muốn trực tiếp làm môn phái sau lưng Lương Khâu phải tức giận. Cho nên tự nhiên bảo vật của Lương Khâu cũng có rất nhiều. Lại còn có cả 360 chuôi ư? Kỳ Linh kinh hỉ không thôi, bởi vì ngoại trừ một bộ 360 thanh tiên kiếm màu xanh biếc ra thì còn có một bộ 360 thanh tiên kiếm màu đỏ. Tất cả đều là thuần dương cực phẩm. Hai bộ phi kiếm này liên hợp lại với nhau, quả thực so với bất luận một bộ thuần dương pháp bảo nào do Tam Thọ đạo nhân để lại còn tốt hơn. Đương nhiên, so với tiên thiên chí bảo và 360 khỏa tinh kim châu vẫn còn có chênh lệch. Dù sao, mỗi một tinh kim châu đều quý trọng hơn so với một thanh phi kiếm thuần dương cực phẩm, chứ đừng nói là trọn vẹn 360 khỏa này. Đây chính là tiên thiên chí bảo mà trước đó Tam Thọ đạo nhân đã lấy được. Một tên thiên tiên không ngờ lại có nhiều bảo vật như vậy. Quả thực so với tuyệt đại đa số chân tiên ở trong tam giới còn kinh người hơn. Chỉ sợ hắn cũng giống như ta, cũng chỉ có một ít thiên thần chân tiên đỉnh cao như là Lữ Tổ thì mới có thể so sánh được với hắn ta. Kỳ Linh thầm nghĩ trong lòng, lại cẩn thận xem xét qua một phen. Bảo vật ở trên người thanh niên đã chết đi này chủ yếu là thuần dương pháp bảo, tất cả đều là cấp độ thuần dương. Dường như đối với tên thanh niên kia mà nói, thuần dương pháp bảo chỉ là bảo vật thông thường mà thôi. Bất quá Kỳ Linh lại có chút kỳ quái, đó chính là ở trên người thanh niên này không ngờ lại không có lấy một kiện tiên thiên linh bảo nào. Cần phải biết rằng đám người như Hạ Hoàng cũng có vài kiện tiên thiên linh bảo. Linh đan, tiên thảo, không ngờ đều đã bị hủy diệt. Kỳ Linh nhìn một ít cặn bã dược liệu đang trôi nổi, hắn không khỏi lắc đầu. Trước khi người thanh niên kia chết đi, rất có thể đã hủy diệt đi tất cả. Chỉ là loại bảo vật như thuần dương pháp bảo, người thanh niên kia không có cách nào hủy diệt được. Cho nên lúc này Kỳ Linh mới đạt được mà thôi. Quả nhiên, người này không muốn để cho ta chỗ tốt gì. Thế nhưng cho dù không muốn, thì những tiên kiếm này cũng đều đã là của ta. Hai bộ phi kiếm, mỗi bộ đều là 360 thanh. Kỳ Linh thầm than một tiếng, chỉ là hắn lại không biết hai bộ phi kiếm này, một bộ chính là thứ mà Lương Khâu sử dụng trong thời gian dài, bộ khác chính là đồ dự bị. Ngoại trừ chủ sát phạt ra, những bảo vật khác cũng chỉ là bình thường. Như bảo vật chạy trốn các loại cũng chỉ là cấp độ thuần dương, so với hư không chu vẫn còn kém rất xa. Kỳ Linh tìm kiếm trong những thứ còn sót lại của Lương Khâu cũng không tìm thấy một bản pháp môn tu luyện nào, cũng không tìm thấy ghi chép gì về Cửu Phương Hỗn Độn Quốc cả. Cũng đúng thôi, một ít pháp môn mà sư phụ truyền thụ đều được ghi nhớ trong đầu, bản thân bí tịch cũng khó có khả năng tùy thân mà mang theo. Kỳ Linh gật đầu, bất kể là Hắc Bạch Cập Cung hay là ở trong Tàng Nguyệt Tam Tinh Động của Phương Thốn Sơn cũng vậy, một ít pháp môn mà hắn học được, sau khi đã hoàn toàn ghi nhớ thì bản thân bí tịch cũng sẽ phải trả lại hoặc là hủy diệt đi. Sẽ không có khả năng để cho đệ tử tùy thân mang theo bên người. Cho nên Bát Kỷ Huyền Công, cả bộ Xích Minh Tiểu Thiên Đồ, Hậu Nghệ Tiến Thuật các loại rất ít có khả năng dựa vào phương pháp giết chóc để đoạt đến tay. Dù sao chính bản thân đám người Kỳ Linh cũng sẽ không mang theo pháp môn bậc này, tất cả đều chỉ ghi nhớ trong đầu mà thôi. Ồ đúng rồi, những thiên tiên kia, thậm chí đám thiên thần kia, có lẽ địa vị ở trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc cũng không cao, căn bản không có khả năng mang theo pháp môn nguyên vẹn. Hơn nữa thứ được sư môn truyền thụ trên cơ bản đều có lời thề tâm ma. Kỳ Linh thầm nghĩ, càng là pháp môn quan trọng thì sư môn lại càng phải đề phòng truyền ra bên ngoài. Thậm chí ngay cả dùng phương pháp siêu hồn cũng rất khó có được pháp môn nguyên vẹn. Bất quá người địa vị cao thì lại khác biệt. Người địa vị cao sẽ có một ít thủ đoạn để lấy được pháp môn tu luyện, thậm chí rất có thể còn có một ít cũng không phải là pháp môn từ chính môn phái của mình truyền thụ lại. Kỳ Linh thầm nghĩ, ở bên trong tam giới, người như chân thần đạo tổ chỉ cần nguyện ý thì có thể truyền thụ một ít pháp môn ra bên ngoài. Như vậy ở trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, chỉ sợ tổ thần và đạo tổ cũng có thể làm được điểm ấy. Trước đó trong khu vực bao phủ của tâm lực của ta có một tổ thần và một đạo tổ. Kỳ Linh khẽ gật đầu nói thầm, có lẽ thực lực của tổ thần còn mạnh hơn. Hơn nữa tổ thần kia có bộ dáng như chó hoang vậy, nói không chừng càng dễ có thể thuyết phục hơn.
Chuyện hiện tại Kỳ Linh muốn biết rõ ràng nhất chính là vì sao một gã thiên tiên lại có thể cường đại được tới như vậy. Lập tức Kỳ Linh đi ra khỏi chỗ Lương Khâu bị giam giữ. Hắn ngồi lên trên hư không chu, bay về phía tổ thần có bộ dáng giống như chó hoang kia. Kỳ thực tác dụng của thuần dương pháp bảo đối với Kỳ Linh đã rất nhỏ, đối với đám người đạo tổ chân thần cũng không có tác dụng gì. Đám người đạo tổ chân thần đều dùng tiên thiên linh bảo hoặc là dùng hỗn độn kỳ bảo, cho nên đối với Kỳ Linh mà nói, thứ mạnh nhất hiện tại của hắn chính là chư thiên tinh kim châu. Bất quá sau khi có hai bộ thuần dương phi kiếm này đến tay, như vậy hắn cũng có thể bố trí đại thiên kiếm trận, đến lúc đó để cho nguyên thần thứ hai dùng. Khi đó cũng coi như nguyên thần thứ hai đã có pháp bảo lợi hại rồi. Hư không chu cẩn thận phi hành, tránh khỏi chỗ có nhiều tù phạm bị giam giữ. Ở trong phiến thiên địa mịt mờ này, thần văn trên bầu trời rậm rạp, uy áp lẫm liệt. Mặc dù phi hành, thế nhưng so với ở trong tam giới còn chậm hơn rất nhiều. Bay được 3 ngày, rốt cục hắn cũng đã đến được chỗ của tổ thần có bộ dáng giống như chó hoang kia. Bái kiến tiền bối. Kỳ Linh đứng ở bên ngoài trận, đồng thời thần lực bắt đầu khởi động, trực tiếp ngưng tụ ra một hóa thân. Chỉ thấy hóa thân do thần lực ngưng tụ ra đang bưng lấy một cái bàn, bên trên có hai hổ lô rượu ngon cùng với các món ăn ngon, mùi thịt càng trực tiếp tràn ngập ra bên ngoài, khiến cho người ta không kìm lòng được mà phải chảy ra nước miếng. Tiền bối. Thần lực hóa thân của Kỳ Linh mở miệng, đồng thời bưng cái bàn gỗ xuyên qua trận pháp cấm chế, đi về phía tên tổ thần như là chó hoang kia. Mặc dù còn cách mấy trăm dặm, thế nhưng hóa thân của Kỳ Linh cũng đã có thể nhìn thấy được người như là chó hoang, da thịt rách nát ở phía xa xa kia. Lúc này hắn càng thêm cung kính có lễ. Lần trước tâm lực của hắn đã có thể cảm thụ được sự lợi hại của người giống như chó hoang này. Ngay cả tâm lực hư vô mờ mịt cũng có thể trực tiếp cắn nuốt. Đây là tồn tại mà mình không có khả năng địch nổi. Tiền bối, vãn bối là khán thủ giả mới tới, có việc muốn cầu tiền bối đây. Hóa thân của Kỳ Linh mở miệng nói. Cái mũi của người như chó hoang kia giật giật, mí mắt đang sụp xuống liền mở ra, lộ ra đôi mắt ố vàng, mang theo ý giả nua. Lúc này người này mới mở miệng. Oanh! Trong vòng nghìn dặm, thiên địa lập tức biến sắc. Hóa thân của Kỳ Linh đang bưng mâm gỗ bỗng nhiên trực tiếp bay lên, bay về phía cái miệng kia. Đặc biệt là những món ăn ngon, rượu ngon ở trên mâm gỗ càng nhanh chóng bay về phía miệng của đối phương hơn. Ồ! Hóa thân của Kỳ Linh cũng không chống cự được nổi. Thần thông này thật là lợi hại. Lúc tới gần miệng của người này, những rượu ngon, món ngon kia đều trực tiếp thu nhỏ lại rồi bay vào trong đó. Ngay cả hóa thân của Kỳ Linh cũng sắp lập tức bay vào bên trong. Tiền bối, tiền bối. Hóa thân của Kỳ Linh vẫn còn mở miệng gọi vài tiếng, thế nhưng người như chó hoang này căn bản không thèm để ý. Xoẹt. Hóa thân của Kỳ Linh có thể cảm giác được rõ ràng mình đang càng ngày càng nhỏ đi, mà đầu chó hoang trước mặt nhanh chóng trở nên lớn hơn, giống như thiên địa cũng trở nên cực kỳ lớn vậy. Mà bản thân hắn đang bay về phía cái mồn kia, bất đắc dĩ lúc này hắn mới giải tán cái hóa thân này. Bên ngoài trận, may mắn là ta chỉ phái ra một hóa thân, tổn thất một chút thần lực mà thôi. Kỳ Linh đứng ở bên ngoài trận mở miệng nói. Tiền bối, ta có một chuyện muốn cầu tiền bối đây. Con chó hoang ở bên ngoài mấy trăm dặm vẫn ghé đầu xuống đất giống như đã ngủ rồi. Đương nhiên nếu như tiền bối có gì phân phó thì ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn cho tiền bối. Kỳ Linh mở miệng nói. Tiểu tử, người có thể thả ta rời đi hay không? Người có thể thả ta ra ngoài hay không? Rốt cuộc cũng có một đạo âm thanh giả nua vang lên bên tai của Kỳ Linh. Mí mắt sụp xuống của đầu chó hoang ở phía xa cũng đã nhấc lên nhìn về phía Kỳ Linh. Tiền bối hả? Chuyện này... Kỳ Linh lập tức nói. Ta cũng không biết nữa, ta không biết phải làm như thế nào thì mới có thể để cho người ra khỏi đây được. Có hai loại phương pháp. Thanh âm giả nua kia lại nói. Một là tổ thần hoặc là tổ tiên mang theo lệnh phù của Cửu Dương quốc chủ, kích phát lệnh phù mở khóa cho ta, rồi sau đó khán thủ giả như ngươi sẽ dẫn ta đi ra ngoài, rời khỏi thế giới lao ngục này. Như vậy cũng coi như đã được tự do. Thứ hai là đạt tới tồn tại thế giới cảnh vĩ đại, cưỡng ép phá đi xích sắt này. Thế giới cảnh ư? Kỳ Linh khẽ giật mình. Cái gì là thế giới cảnh vậy? Tên chó hoang kia nhìn Kỳ Linh trong mắt có vẻ thất vọng, bất quá hắn vẫn kiên trì nói. Đó là cấp độ
đã vượt qua tổ thần và tổ tiên. Nhìn ngươi, có lẽ cũng sinh hoạt ở trong hỗn độn thế giới. Ngươi nên biết rằng, ở trong hỗn độn thế giới của các ngươi, khi vừa mới sinh ra đời, hẳn là do một thần ma rất cường đại thai nghén ra hỗn độn mà thành. Đúng là như vậy. Kỳ Linh gật đầu liên tục. Người có thể mở ra một phương hỗn độn thế giới cũng chính là tồn tại thế giới cảnh. Bất quá loại thần ma mở ra hỗn độn thế giới cảnh từ nhỏ đã được hỗn độn thai nghén ra này sẽ bị kiệt lực mà chết đi. Từ nhỏ bọn hắn đã mở ra thế giới, căn bản không có cách nào sống sót được quá lâu. Mà những thần tiên khác, nếu như có thể trải qua vô số gian nguy mà trở thành tồn tại thế giới cảnh, như vậy thực lực sẽ vô cùng cao minh, so với thế giới cảnh trời sinh còn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên tồn tại như vậy đã có thể trực tiếp hủy diệt xích sắt này. Thậm chí chỉ cần cho vị cường giả kia thời gian thì người này cũng có thể cưỡng ép hủy diệt đi thế giới lao ngục này. Rốt cuộc Kỳ Linh cũng đã hiểu ra, bàn cổ chính là thế giới cảnh, nữ hoa nương nương cũng là cấp độ bàn cổ thần. Khó trách dị tộc hỗn độn như vạn vật chi chủ lại cường đại như vậy, bên phía vô gian hỗn độn thế giới lại cao minh như thế. Thế nhưng nữ hoa nương nương vừa mới đột phá đến cảnh giới bàn cổ thần đã hoàn toàn quét ngang tất cả, trực tiếp chém giết vạn vật chi chủ, khiến cho tâm ma chi chủ sợ tới mức trực tiếp dùng thân dung nhập vào trong thiên đạo. Vạn ma chi chủ kia cũng bỏ chạy giữ mạng. Ngay sau đó, những người còn xuất lại của vô gian môn cũng bỏ chạy ra xa xa, bỏ chạy vào trong hỗn độn mà không dám trở lại. Cho tới khi nữ hoa nương nương rời khỏi tam giới rồi thì bọn hắn mới dám trở về. Một khi đặt tới tầng thứ kia thì có thể hoàn toàn quét ngang tất cả, khác biệt như trời và đất. Ở phía trên tổ thần và tổ tiên chính là thế giới cảnh sao? Như vậy Cửu Phương Quốc Chủ là cảnh giới bậc nào đây? Kỳ Linh hỏi thăm. Cũng là thế giới cảnh. Tên chó hoang kia nhìn qua Kỳ Linh rồi nói. Bất quá là thế giới cảnh rất là cường đại. Bên trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc cũng có 3 tồn tại thế giới cảnh, cho nên mới có thể cường đại được như vậy. Cần phải biết, bình thường ở trong một hỗn độn thế giới rất khó có ai đạt tới thế giới cảnh. Kỳ Linh cũng gật đầu. Bên vô gian hỗn độn thế giới kia cũng không có ai đạt tới vậy. Đối phương cũng chỉ đạt tới cấp độ như nữ oan nương nương mà thôi. Xem ra tầng thứ này ở trong hỗn độn vô tận cũng coi như là vô cùng đáng sợ. Trong sư phụ trưởng bối của ngươi, trong những cường giả mà ngươi đã quen biết, còn có tồn tại thế giới cảnh hay không? Tên cháu hoang này nhìn Kỳ Linh rồi nói tiếp. Bất kể là thế giới thần của ma đạo hay là hỗn độn tiên nhân của tu tiên chi đạo, chỉ cần đặt tới thế giới cảnh thì cũng có thể cưỡng ép phá vỡ xích sắt này. Có. Kỳ Linh gật đầu. Thực sự là như vậy hay sao? Trong mắt người này bắn ra thần quang, tràn ngập vẻ chờ mong. Thực lực của hắn cao minh thế nào đây, hoàn toàn có thể nhìn ra được Kỳ Linh có nói dối hay không. Chỉ là tạm thời ta không có cách nào gặp được mà thôi. Kỳ Linh nhìn hắn rồi nói. Ta có thể cảm ứng được người không có nói dối. Thái độ của đầu chó hoang này rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Trước đó còn có vẻ xa cách, đó là bởi vì dựa theo kinh nghiệm của hắn, ở bên trong hỗn độn mênh mông muốn xuất hiện một tồn tại thế giới cảnh quá mức hiếm thấy. Thế nhưng bây giờ đã biết rõ ở sau lưng Kỳ Linh có một tồn tại thế giới cảnh, hơn nữa cũng không tính là địch nhân của hắn, như vậy hắn cũng đã có hy vọng đi ra ngoài. Mà chuyện này hắn đã khát vọng như thế nào đây? Đám tù bị giam giữ ở nơi này, có rất nhiều người đều mong mỏi có được sự tự do. Tiền bối à, thế giới cảnh này rốt cuộc là sao vậy? Vị tồn tại vĩ đại kia sư phụ ta đã từng gặp, thế nhưng ta lại chưa từng thấy qua, cho nên cũng không biết được. Kính xin tiền bối nói cho ta nghe một chút đi. Kỳ Linh nói, quả thực Bồ Đề đã từng gặp nữ hoa, vì vậy Kỳ Linh không có nói dối. Sao, sư phụ của ngươi đã từng gặp ư? Thái độ của đầu chó hoang này đã tốt hơn, lại nhân tiện nói thêm một phen. Được, đạo tu luyện dựa theo phân chia cảnh giới, phân chia thần ma chi đạo, tính mạng được thay nghén ra ở trong hỗn độn đều tự xưng là thần, mà một ít kiểu địch bọn hắn sẽ tự xưng là ma. Mà loại phương pháp tu luyện này là căn cứ vào những thân thể thần ma do hỗn độn thai nghén để sáng tạo ra, vì vậy cũng xem như là thần ma nhất đạo rồi. Còn có một đường là tính mạng phàm trần không ngừng đột phá theo luyện khí nhất đạo, cùng con đường hư vô mở mịt chi tâm. 3 con đường này là 3 con đường tu luyện lớn.
thần ma nhất đạo, phân ra là phàm trần, thiên thần, chân thần, tổ thần cùng với thế giới cảnh. Tục truyền ở trong hỗn độn vô tận còn có tồn tại lợi hại hơn Cửu Phương Quốc Chủ. Chỉ bất quá ta đã sống 16 hỗn độn kỷ nguyên, thế nhưng cũng chưa từng gặp tồn tại vĩ đại như vậy. Luyện khí một đường phân là phàm trần, thiên tiên, chân tiên, tổ tiên cùng với thế giới cảnh. Còn về phần tâm chi một đường hư vô mờ mịt, bản thân ta cũng không thể hiểu được. Giá Cẩu nói xong lại nói tiếp: luyện khí một đường này, hạch tâm là một viên kim đan ở trong cơ thể. Đây là hạch tâm có uy năng vô tận, mà thế giới cảnh thì phải ở trong viên kim đan này, hủy diệt tất cả không gian trong kim đan rồi lại hội tụ lại, quay về hỗn độn, khiến cho ở trong kim đan xuất hiện một mảnh hỗn độn thế giới. Kỳ Linh có chút giật mình, không gian ở trong kim đan đương nhiên là rất rộng lớn, tất cả pháp bảo của hắn đều đặt ở trong không gian của kim đan, pháp lực hùng hồn cũng ở trong đó. Một khi hủy diệt đi rồi lại hội tụ, quay về hỗn độn, hình thành một mảnh hỗn độn thế giới mới ư? Đến lúc đó trong cơ thể sẽ có một hỗn độn thế giới, khi đó tự nhiên mỗi một cái giơ tay nhấc chân của ngươi đều không có ai địch nổi lại được. Giá Cẩu nói: mà những tiểu tử sinh hoạt ở trong hỗn độn thế giới, các ngươi lại tu luyện cái gọi là quy tắc để hỗn độn thế giới vận hành. Lực lượng thiên địa mà các ngươi ngưng tụ cũng là lực lượng của hỗn độn trong thế giới, là một bộ phận lực lượng tạm thời mượn được mà thôi. Mà sau khi thế giới cảnh ở trong kim đan của các ngươi đã có một hỗn độn thế giới rồi, tuy rằng hỗn độn thế giới ở trong kim đan không có rộng lớn như bên ngoài, thế nhưng bản thân ngươi sẽ là chúa tể, hoàn toàn khống chế được nó. Tự nhiên thực lực sẽ vô cùng vô tận. Muốn hủy diệt một hỗn độn thế giới ở bên ngoài cũng rất là dễ dàng thôi. Kỳ Linh gật đầu, quả thực nữ oan nương nương hoàn toàn có thể hủy diệt tam giới. Bởi vì kim đan ở trong cơ thể đã mở ra hỗn độn, cho nên mới được xưng là hỗn độn tiên nhân. Mà thần ma chi đạo thì thân thể không ngừng trở nên cường đại, mỗi một lần quá độ, độ kiếp đều khiến cho thực lực tăng vọt. Thế giới thần tương đương với thế giới cảnh kia còn có được lực lượng vô tận, hắn cũng có được lực lượng để mở ra một hỗn độn thế giới, vì vậy mới được xưng là thế giới thần. Hai cái đại đạo này thực lực đều tương đương với nhau. Giá Cẩu nói: sao tương đương ư? Kỳ Linh bỗng nhiên sững sờ lại nói: ý của tiền bối là thiên thần và thiên tiên tương đương với nhau ư? Chân thần và chân tiên là tương đương, tổ thần và tổ tiên cũng là tương đương ư? Đương nhiên, tuy rằng đây là hai con đường tu luyện bất đồng, thế nhưng thực lực quả thực là tương đương với nhau. Giá Cẩu gật đầu nói. Kỳ Linh sững sờ, làm sao có thể tương đương như vậy được? Chân thần không ngờ lại có thể so với đạo tổ, thiên thần và chân tiên không ngờ lại cùng một cấp độ. Luyện khí nhất đạo chính là trải qua vô số lần thăm dò, khiến cho tính mạng phàm trần có thể tu luyện tăng lên, mà phương pháp thì cũng có rất nhiều. Giá Cẩu ở phía xa nhìn qua Kỳ Linh rồi nói tiếp: bất quá lúc đột phá phàm trần, trải qua thiên kiếp trở thành thiên tiên thì sẽ chia làm 3 loại con đường luyện khí. Lựa chọn con đường luyện khí khác biệt thì kim đan cũng sẽ khác biệt thôi, mà ngươi lại là loại kém cỏi nhất trong đó. Giá Cẩu lắc đầu nói: kim đan của ngươi vô cùng nhỏ yếu, cho dù thành chân tiên chỉ sợ những thiên thần kia, những thiên tiên cường đại kia cũng có thể sánh được với ngươi. Đúng đúng đúng, trước đó vãn bối đã giao thủ cùng với một thiên tiên, quả thực thực lực tương xứng à? Kỳ Linh nói. Giá Cẩu lắc đầu: luyện khí nhất đạo bên các ngươi quá kém, nếu như có một gã hỗn độn tiên nhân luyện khí lưu mà nói, có lẽ sẽ không đến mức như thế. Xem ra bên các ngươi chuyện đột phá theo đường thần ma là một vị thế giới thần. Kỳ Linh cũng không có phủ nhận, nữ hoa là bản cổ thần, quả thực đi theo con đường thần ma. Con đường luyện khí phân ra thành 3 loại, từ phàm trần đột phá trở thành thiên tiên, quan trọng nhất chính là lúc từ phàm trần trở thành thần tiên. Lúc này đột phá ngưng tụ ra kim đan như thế nào thì sẽ quyết định thực lực tương lai như thế đó. Giá Cẩu nói. Kém cỏi nhất chính là khổ cực, tự mình ngưng tụ ra lực lượng thiên địa, cô đọng ra kim đan. Còn đâu là mượn vô số kỳ vật, về sau dùng lực lượng của mình làm vật dẫn, cuối cùng ngưng tụ ra kim đan, mà kim đan này sẽ lợi hại hơn nhiều. Cao cấp nhất
là bắt chước thần ma ở trong hỗn độn thai nghén mà sáng chế ra. Thần ma do hỗn độn thai nghén ra chính là dùng hỗn độn chi lực để thai nghén. Mà muốn trở thành thiên tiên kim đan cao cấp nhất thì phải dùng thiên địa rộng lớn làm lô đỉnh. Thiên địa này phải đủ rộng lớn. Ví dụ như thiên địa phải rộng lớn như thế giới lao ngục này vậy, hội tụ lực lượng vô tận của một phương thiên địa. Sau khi người ngưng tụ ra một viên kim đan của bản thân, khi đó người sẽ có được thiên tiên kim đan đẳng cấp cao nhất. Kim đan như thế sẽ có pháp lực hùng hồn, tinh khiết vô cùng. Ba đẳng cấp này, cao cấp là dùng toàn bộ thiên địa rộng lớn để luyện ra kim đan. Thứ hai là tìm kiếm ngoại vật để phụ trợ, để thăng. Thứ ba là dùng một chút lực lượng của bản thân. Đương nhiên mọi chuyện có được tất có mất. Biện pháp cao cấp dùng thiên địa rộng lớn làm lô đỉnh. Thủ đoạn như thế sẽ được hỗn độn tiên nhân hỗ trợ. Hơn nữa, lúc độ kiếp, uy năng của thiên kiếp so với độ kiếp thành thiên thần còn mạnh mẽ hơn nhiều. Giá Cẩu nhìn Kỳ Linh nói, ở trong kiểu phương hỗn độn quốc chỉ có một số ít thạch tâm thì mới có thể dùng phương pháp cao đẳng này để đạt thành thiên tiên kim đan mà thôi. Mà ngươi đã chậm, ngươi đã trở thành chân tiên rồi, con đường đã định, không có cách nào sửa lại được đâu. Giá Cẩu lắc đầu nói, con đường đã định ư? Kỳ Linh không cam lòng lại hỏi tiếp, bây giờ ta đã là chân tiên, kim đan của ta tương đối yếu, chẳng lẽ sẽ không có phương pháp tăng lên hay sao? Không có cách nào tăng lên tới trình độ cao cấp nhất hay sao? Dựa theo phương pháp tu luyện của kiểu phương hỗn độn quốc, thuần dương chân tiên cùng một cấp độ với chân thần, đây chính là chân thần đạo tổ. Không có tác dụng đâu, kim đan của ngươi đã thành rồi, cố gắng như vậy có tác dụng gì nữa chứ? Giá Cẩu dùng đôi mắt màu vàng nhìn Kỳ Linh nói, kim đan của ngươi là loại yếu nhất rồi, cho dù ngươi có thành công trở thành chân tiên, thế nhưng thiên tiên cường đại nhất lại có thể còn mạnh hơn cả ngươi một ít. Cho dù ngươi thành công trở thành tổ tiên, như vậy chân tiên loại cao cấp kia cũng có thể sánh ngang với ngươi. Chậm một bước thì những bước sau cũng sẽ chậm thôi. Kỳ Linh cắn răng, tất cả mọi người ở trong tam giới đều như vậy. Thuần dương chân tiên cùng một cấp độ với thiên thần sao? Đạo tổ cũng cùng một cấp độ với chân thần hay sao? Trời cao cũng sẽ không bỏ mặc tất cả đâu, nhất định cũng sẽ giữ lại một đường sinh cơ, cho nên nhất định sẽ phải có biện pháp chứ. Kỳ Linh mở miệng nói, đúng là có biện pháp. Giã Cẩu lại mở miệng, sau khi độ kiếp kim đan đã ngưng tổ, lúc này nếu như muốn tăng lên kim đan, làm cho kim đan đạt tới cấp độ cao nhất kia, chuyện này so với lúc độ thiên kiếp còn khó khăn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Là biện pháp gì vậy? Kỳ Linh chi hỏi đối phương. Kỳ vật, hỗn độn kỳ vật. Giá Cẩu nói, ở bên trong hỗn độn có thể thai nghén ra những thứ thần kỳ, có một ít kỳ vật nếu như dùng để phối hợp thì có thể làm cho kim đan của bản thân được tăng lên. Thế nhưng phương pháp tăng lên kim đan như vậy người biết cực ít, cực ít. Mà hỗn độn kỳ vật cần thiết lại càng chân quý, hiếm thấy. Người muốn làm cho kim đan của ngươi tăng lên quá mức khó khăn. Thế nhưng cho dù có gom đủ hỗn độn kỳ vật kia thì phương pháp kia tối đa cũng chỉ làm cho kim đan của ngươi tăng lên tới cấp độ thứ hai mà thôi. Đây đã là cực hạn rồi. Giá Cẩu nói, sao cấp bậc thứ hai ư? Hai mắt của Kỳ Linh trở nên sáng ngời. Kim đan nhất đẳng chân tiên tương đương với chân thần, mà đẳng cấp thứ hai thì chân tiên chỉ có thể coi như chân thần yếu nhất thôi. Về phần tam đẳng chính là như ngươi bây giờ, hoàn toàn bị chân thần tàn sát. Giã Cẩu nói, Kỳ Linh kinh hỉ, chỉ cần là nhị đẳng cũng đã là tốt rồi, có thể sánh ngang với chân thần yếu nhất cũng đã đủ rồi. Đây chính là trên cơ sở có thể sánh ngang. Cũng tốt đó. Đầu tiên phương pháp tăng lên kim đan kia, người biết rõ nó cực nhỏ, mà số lượng hỗn độn kỳ vật cần phải gom góp cũng càng khó khăn. Chó hoang nhìn Kỳ Linh nói, không biết tiền bối. Kỳ Linh có chút chờ mong. Quả thực ta cũng biết rõ một loại phương pháp có thể làm cho kim đan tăng lên. Giá Cẩu lại lắc đầu nói, thế nhưng pháp môn như thế nào có thể để cho người tùy tiện biết được cơ chứ? Đương nhiên nếu như người mang đến tồn tại thế giới cảnh sau lưng ngươi thì ta sẽ lập tức nói cho người biết pháp môn để thăng kim đan này. Kỳ Linh nói,
Tiền bối, thực lực của ta tăng lên thì mới có thể có địa vị cao hơn, khi đó mới càng có hy vọng nhìn thấy tồn tại kia được. Những thứ nên nói ta đã nói rồi, nếu như ngươi mang vị tồn tại thế giới cảnh kia tới thì có thể nói chuyện tiếp. Thế nhưng nếu vị tồn tại kia không đến, cái gì mà tổ thân tổ tiên cũng coi như xong, cho dù có đến thì cũng vô dụng thôi. Giá Cẩu nói xong lập tức nhắm mắt lại. Tiền bối, tiền bối. Kỳ Linh ở bên cạnh nói rất lâu, thế nhưng Giá Cẩu này giống như đã ngủ, căn bản không để ý tới Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng đành phải im lặng. Tổ thần cổ xưa này có thể nguyện ý nói với mình nhiều như vậy cũng là so nể mặt nữ hoa nương nương ở sau lưng của hắn. Về phần chỗ tốt chính thức cư, tổ thần này lại không muốn cho hắn một chút nào cả. Qua ngày hôm sau, tiền bối, hóa thân của Kỳ Linh lại bưng mâm gỗ đi tới lão giả bần thỉu, trên người bị xích sắt kia khóa chặt. Hiện tại Kỳ Linh mới biết được, ở trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, đạo tổ và tổ thần là cùng một đẳng cấp. Thực lực của lão giả này tương đương với Giá Cẩu kia. Quan trọng nhất là lão giả này chính là luyện khí lưu, đương nhiên Kỳ Linh sẽ ôm hy vọng càng lớn hơn. Bởi vì có kinh nghiệm nói chuyện với tổ thần, cho nên Kỳ Linh rất là cẩn thận. Lão giả bần thỉu kia cũng nhìn ra bên ngoài. Lão giả kia nhìn Kỳ Linh không có nói dối, vì vậy mới hàn huyên rất nhiều với Kỳ Linh. Về phương pháp tăng lên kim đan, thứ này lão giả cũng biết. Thậm chí ngay cả hỗn độn kỳ vật cần thiết để tăng lên kim đan, mặc dù lão giả này không có nói đầy đủ, thế nhưng cũng có ở trên người. Nhưng chỉ có điều hắn cũng không cho Kỳ Linh mà thôi. Tiền bối, người có cần một ít rượu ngon, món ngon hay không? Tiền bối, người có cần một ít nô bộc làm chân cháy giải buồn cho người hay không? Kỳ Linh biết rõ dùng sức mạnh không được, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp mềm mỏng. Tiểu tử à, đừng uổng phí tâm cơ. Bên người ta có pháp bảo động thiên, trong pháp bảo động thiên có rất nhiều nô bộc thủ hạ, các loại mỹ thực món ngon tùy thời đều có thể chuẩn bị cho ta. Lão giả bần thỉu nhìn qua Kỳ Linh nói, thân thể của ta là tổ tiên, có thể từ trong hỗn độn hấp thu hỗn độn chi lực để bổ sung pháp lực cho mình, duy trì pháp bảo. Tuy rằng thế giới lao ngục này đã bố trí xuống đại trận để trích ra hỗn độn linh dịch, thế nhưng ta vẫn có thể hấp thu được một chút, sống sót, giữ gìn sinh mạng ở trong pháp bảo động thiên vẫn là chuyện có thể làm được. Kỳ Linh có chút buồn cười, bên người mang theo thủ hạ nô bộc cư. Đừng nghĩ tới những chiêu trò khác nữa, những chiêu khác của ngươi đều không hấp dẫn được tổ thần và tổ tiên đâu. Chỉ có để cho ta, vị tồn tại thế giới cảnh kia tới đây, thả cho chúng ta tự do, như vậy chúng ta mới nguyện ý giúp ngươi. Lão giả bần thiểu này nói, lập tức hắn cũng nhắm mắt lại, cũng không để ý tới Kỳ Linh nữa. Hết cách rồi, quả thực là dầu muối không ăn, không khác gì Giá Cẩu kia, không thấy thỏ thì không vung cánh ưng rồi. Kỳ Linh ngồi ở trên hư không chu, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam lòng. Nếu như ta có thể nhìn thấy nữ hoa nương nương thì đâu cần dốc sức liều mạng như vậy nữa chứ. Nữ hoa nương nương có ở đây, vô gian môn sẽ không dám nhảy nhót gì. Thậm chí ngay cả vạn ma chi chủ mang theo đại quân còn xuất lại của vô gian môn cũng không dám từ trong hỗn độn mà trở về. Ở trong thế giới lao ngục này giam giữ rất nhiều đạo tổ, tổ thần. Thực lực của bọn họ đều rất là kinh người, thế nhưng mỗi người đều không làm gì được cái xích sắt này. Phải thực lực có tăng lên về chất, đạt tới tầng thứ của bàn cổ kia thì mới có thể cưỡng ép phá hỏng xích sắt được. Làm sao bây giờ? Những đạo tổ và tổ thần này đã đến tầng thứ như vậy, dù là đối với hỗn độn thiên đạo cũng đã bắt đầu có một chút tìm hiểu, đều có thể bắt đầu hấp thu sức mạnh từ trong hỗn độn. Kỳ Linh có chút suy tư, nếu như thiên tiên ở trong thế giới lao ngục này phải dựa vào linh đan mang theo để chèo chống, thì những tồn tại như đạo tổ thì lại có thể duy trì pháp bảo động thiên. Chỉ sợ mỗi một tổ thần tổ tiên đều bảo trì được chiến lực đỉnh phong của bản thân. Cửu Phương Cúc chủ kia đã sắp xếp khán thủ giá ở chỗ này là vì một khi phát hiện ra có biến cố, có tổ thần tổ tiên đột phá đến cảnh giới thế giới cảnh, phá hủy xích sắt thì có thể lập tức thông báo cho hắn. Kỳ Linh hiểu rõ điểm ấy, mặc dù là Cửu Phương Quốc chủ cũng không có cách nào ngăn cản được những tổ thần tổ tiên này tìm hiểu về hỗn độn thiên đạo được. Dù sao hỗn độn thiên đạo không có chỗ nào không có, thế nhưng muốn thành thế giới cảnh quá khó khăn. Nếu như có thể thành, bình thường ở trong một hỗn độn kỷ nguyên thì đã sớm thành công rồi, như nữ hoa nương nương vậy cũng đã sớm thành công. Những tổ thần tổ tiên này đã ở đây vô số hỗn độn kỷ nguyên, kỳ thực hy vọng đột phá của bọn họ rất là xa vời. Chỉ có điều dù sao bọn họ cũng đã sống rất lâu, thực lực rất cường đại,
Cho dù là sư phụ Bồ Đề đến hỗ trợ, đầu tiên không có cách nào phá hỏng được xích sắt. Tiếp theo, cho dù chết chết đối phương đoạt được bảo vật thì cũng có khả năng bị cắn trả. Từ từ, giờ cũng sẽ thành công thôi. Nếu như hai đại trận doanh chiến đấu đã tới hồi kết, như vậy ta thực sự hy vọng sẽ thắng lợi. Nếu không được thì lại đem thế giới lao ngục này nói cho đám người sư phụ biết vậy. Kỷ Linh cũng có chút ích kỷ, hắn biết rõ thế giới lao ngục này chính là một bảo tàng lớn, chỉ là phải xem hắn có biện pháp nào có thể lấy được thứ ở bên trong bảo tàng này hay không mà thôi. Chỉ cần có được pháp môn bảo vật của những tổ thần tổ tiên này, như vậy hắn sẽ tuyệt đối trở nên khó lường. Thế nhưng hắn lại tạm thời không có cách nào làm được như vậy. Cho dù triệu tập đám Bồ Đề, Tam Thanh Đạo Nhân, Như Lai, Tọa Nhân Thị cả lại liên thủ với nhau thì vẫn có nguy hiểm rất lớn. Những lão gia hỏa này đã bị giam giữ quá lâu, một khi liều mạng, ngay cả Kỳ Linh cũng không có cách nào dự đoán được rốt cuộc bọn họ sẽ lợi hại đến đâu. Thế nhưng có một điểm hắn có thể xác nhận được, nhất định bên Cửu Phương Hỗn Độn Quốc mạnh hơn nhiều bên bọn hắn. Cưỡi hư không chu nhanh chóng phi hành được hơn 2 canh giờ rồi mới hạ xuống bên dưới. Kỳ Linh chậm rãi di chuyển, hành tẩu ở trong hoang dã, mà ở bên ngoài ngàn dặm lại có một nữ tử đang khoanh chân ngồi đó. Vèo vèo, mí mắt của nữ tử này giật về sau mới chậm rãi mở mắt ra. Rốt cục cũng đã có sinh mạng đã đến rồi. Hai mắt nữ tử này sáng lên, bởi vì nàng quá cô tịch, ngay cả duy trì sinh mạng của mình cũng rất khó, chứ đừng nói là duy trì pháp bảo động thiên. Ở trong thế giới lao ngục này, chỉ có đạo tổ, tổ thần mới có thể xa xỉ được như vậy mà thôi. Đã rất lâu rồi ta không có gặp mặt khán thủ giá. Nữ tử này nhìn về phía Kỳ Linh ở nơi xa, thế nhưng vừa mới nhìn qua, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Chân tiên ư? Rõ ràng là khí tức của chân tiên, thế nhưng lại quá yếu. Khán thủ giá và Cửu Phương Hỗn Độn Quốc phái tới đều là đệ tử hạch tâm, cho dù phái chân tiên tới thì cũng phải là chân tiên cao cấp nhất mới đúng chứ. Trong lòng của nữ tử này lập tức nghĩ đến một khả năng, trong lòng càng thêm rung động. Chỉ thấy thiếu niên mặc áo bào màu trắng kia đã đi tới trước mặt của nàng, lại lạnh nhạt nói: Người đoán không sai, Cửu Phương Hỗn Độn Quốc đã bị diệt. Hiện tại ngươi chỉ có 2 lựa chọn thôi, một là chết, hai là thần phục ta. Nữ tử đang quanh chân ngồi kia không có chút hoảng hốt nào, ngược lại còn mỉm cười đứng lên. Lúc nàng đứng dậy, thân thể vốn gầy gò như da bọc xương nhanh chóng trở nên đầy đặn, làn da cũng bắt đầu trở nên đầy đủ. Chỉ trong nháy mắt đứng dậy đã từ một nữ tử như ăn mày khôi phục trở thành nữ tử xinh đẹp tuyệt thế. Kiếm Nhu, bái kiến chân tiên. Nữ tử này mỉm cười rồi nói: Đã rất lâu ta không có nhìn thấy người ngoài, khán thủ giá cũng đã 3 hỗn độn kỷ nguyên rồi không có xuất hiện. Lần này lại được gặp nhân loại, quả thật làm cho người ta vui vẻ. Hơn nữa điều khiến cho ta vui vẻ nhất chính là không ngờ Cửu Phương Hỗn Độn Quốc đã bị diệt. Thật tốt quá, thật là tốt mà. Kỷ Linh nhìn nữ tử, không ngờ nàng ta lại không sợ một chút nào. Không biết Khiếm Nhu có thể biết được danh hào của chân tiên hay không? Nữ tử nói: Bắc Minh. Kỷ Linh nhìn xem nàng: Bắc Minh ư? Nữ tử này nhẹ nhàng gật đầu rồi lại nói: Nếu như chân tiên có thể thả ta ra ngoài, ta sẽ thần phục chân tiên, làm tư tớ của chân tiên, cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Ta không thả được ngươi, Kỳ Linh nói. Nữ tử này hơi nao nao, lập tức gật đầu nói: Đúng vậy, muốn cởi bỏ cái xích sắt này quá khó khăn, không có lệnh phù của Cửu Phương Quốc chủ, như vậy cần phải hỗn độn tiên nhân hoặc là thế giới thần thì mới có thể làm được. Bất quá chân tiên à, ta không muốn chết, ta nguyện ý thần phục chân tiên, có thể để cho chân tiên hạ linh hồn ấn ký lên. Kỳ Linh lại nở nụ cười nói: Người đồng ý rất là dứt khoát. Ở trong Cửu Phương Hỗn Độn Quốc, Cửu Phương Quốc chủ còn phải bận tâm khắp nơi, sẽ không trực tiếp đánh giết ta. Thế nhưng bây giờ Cửu Phương Hỗn Độn Quốc đã bị diệt, đối với chân tiên các ngươi mà nói, chúng ta chỉ là một ít tù phạm dị tộc thôi. Chỉ có 2 con đường, một là bị giết chết, lựa chọn còn lại chính là thần phục. Ta không muốn chết, cho nên chỉ có thể thần phục mà thôi. Nữ tử cười nói. Kỳ Linh gật đầu. Tựa như ở trong thế gian vậy, nhân tộc và yêu tộc thế bất lưỡng lập. Con người trời sinh ra đã muốn giết dã thú để ăn thịt, dã thú cũng muốn ăn thịt người. Bất quá tu tiên giả, nhân tộc, yêu tộc, loại thực lực địa vị cao cũng sẽ không ngừng đấu đá với nhau. Còn đối với tam giới mà nói, đối với hỗn độn dị tộc quyết không thể lưu tình. Để cho một hỗn độn dị tộc chạy đi, rất có thể sẽ mang đến hỗn độn dị tộc khác, thậm chí còn có khả năng
khiến cho tam giới bị diệt, cho nên phải giết. Không phải tộc của ta, tất sinh dị tâm là như vậy. Vậy thì linh hồn ấn ký vậy? Nữ tử này nhìn qua Kỳ Linh, có linh hồn ấn ký ấy sẽ khiến cho lúc ngộ đạo không đủ, con đường tu luyện sẽ rất khó đi được quá xa. Linh hồn ấn ký cũng không phải là tất cả. Kỳ Linh lắc đầu nói, bất quá ta sẽ thi triển siêu hồn thuật đối với ngươi mà ngươi không thể phản kháng. Bọn hắn đã một mực bị nhốt ở nơi đây, như vậy quả thực không cần phải hạ linh hồn ấn ký làm gì. Siêu hồn ư? Nữ tử này có chút do dự. Làm như vậy đương nhiên với việc đem tất cả bí mật của mình bạo lộ ra trước mặt người khác. Nếu như ngươi không tình nguyện như vậy, giữ ngươi đối với ta cũng là vô dụng. Kỳ Linh nói. Nữ tử này cắn răng. Tốt, Khiếm Nhu đồng ý với chân tiên. Tuy rằng chân tiên ở trước mặt dường như là chân tiên nhất đẳng yếu nhất, thế nhưng lại thực sự có thể chém giết nàng. Cho dù chân tiên này không phải là đối thủ của nàng, thế nhưng lúc chém giết lại phải tiêu hao pháp lực. Một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, khi đó nàng cũng sẽ xong đời. Mà chân tiên trước mặt chính là khán thủ giả, pháp lực có thể liên tục không ngừng hấp thu từ bên ngoài. Rất tốt. Kỳ Linh gật đầu một cái. Đối với tính mạng của những dị tộc hỗn độn này, trong lòng Kỳ Linh cũng không có một chút thương cảm nào. Vì bộ tộc của mình, vì thê tử, nữ nhi của mình, dù có giết nhiều hỗn độn dị tộc hơn nữa thì Kỳ Linh cũng sẽ không nâng tay. Kỳ Linh đi về phía trước. Khiếm Nhu này thì hai mắt nhắm nghiền, thầm than một tiếng. Ta thi triển thiên mị chi thuật, không ngờ cũng không có làm ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Trước đó nàng tiêu hao pháp lực khôi phục dung mạo, về sau lại thi triển thiên mị chi thuật, chỉ là làm cho dung mạo của bản thân càng thêm có sức hấp dẫn. Loại mị lực này tự nhiên so với loại mị lực thấp kém còn càng có tác dụng hơn. Thế nhưng không biết làm sao, tâm lực của Kỳ Linh lại rất kinh người, đạt tới tầng thứ tư, đã không phải là đẳng cấp mà một thiên tiên như nàng có thể thi triển thiên mị chi thuật hấp dẫn được. Bất quá Kỳ Linh cũng không có ý thức được nữ tử này thi triển thiên mị chi thuật. Hắn chỉ cảm thấy nữ tử này hoàn toàn có thể coi được là dung mạo tuyệt mỹ. Thế nhưng thê tử dư vi của hắn đã bị đưa vào địa ngục vô tận. Tất cả tuyệt sắc ở trong mắt hắn lúc này đều giống như hồng phấn khô lâu vậy. Vù vù. Kỳ Linh vươn tay đặt lên đỉnh đầu của Khiếm Nhu, lập tức thi triển ra pháp môn siêu hồn. Một khỏa kim đan ánh vàng rực rỡ cực lớn xuất hiện. Ở bên trên kim đan lại còn có trời, đất, núi, sông, vô số cảnh tượng đặc biệt hiển hiện, khí tức cường đại vô cùng. Kim đan này là đệ nhất đẳng, quả thật rất cao minh. Rõ ràng chỉ có cấp độ thiên tiên, thế nhưng lại không thua gì thuần dương kim đan của ta một chút nào. Tâm thức của Kỳ Linh xâm nhập vào trong kim đan của đối phương, trong lòng hắn lập tức rung động vô cùng. Chỉ là hắn cũng không dám nghĩ nhiều, bắt đầu thi triển pháp môn siêu hồn. Thần hồn dung nhập vào trong kim đan, hòa làm một thể với kim đan. Lực lượng thần hồn vô hình bắt đầu thẩm thấu vào trong kim đan, thẩm thấu bên trong thần hồn của Khiếm Nhu tiên tử kia. Khiếm Nhu tiên tử chỉ cần trong đầu có một ý niệm là có thể hoàn toàn ngăn cản được. Bởi vì dù sao thực lực của nàng tương đương với Kỳ Linh, cũng không phải là tồn tại mà Kỳ Linh có thể cưỡng ép siêu hồn được. Thế nhưng Khiếm Nhu tiên tử lại hết cách. Nàng chỉ có thể ngăn cản theo bản năng, không dám phản kháng một chút nào, tùy ý để cho Kỳ Linh dò xét. Từ lúc thẩm thấu vào bên trong thần hồn, lập tức có một lượng lớn trí nhớ bắt đầu bị Kỳ Linh đọc qua. Một lượng lớn kinh nghiệm từ lúc Khiếm Nhu tiên tử bắt đầu sinh ra xuất hiện ở trước mắt hắn. Cửu phương hỗn độn quốc mênh mông mà cường đại, tất cả đều bày ra trước mặt của Kỳ Linh. Đây là pháp môn tu luyện. Rốt cuộc Kỳ Linh cũng đã tìm được pháp môn tu luyện của luyện ký lưu bên trong trí nhớ của Khiếm Nhu tiên tử. Ồ, một mảnh trí nhớ này giống như một mảnh bong bóng. Thế nhưng lúc Kỳ Linh muốn thẩm thấu đi vào dò xét, thì mặt ngoài của những trí nhớ bong bóng này lại có một lượng lớn bí văn. Mặc kệ cho Kỳ Linh thẩm thấu như thế nào thì cũng không thể dò xét vào trong được. Hắn chỉ có thể từ mặt ngoài của bong bóng trí nhớ mà dò xét được những chuyện vụn vặt mà thôi. Ở trong tam giới chúng ta đều phát ra lời thề thiên đạo hoặc là lời thề tâm ma, như vậy mới có thể cam đoan không tiết lộ ra một ít pháp môn quan trọng. Mặc dù người khác siêu hồn thì tâm ma cùng với thiên đạo sẽ ngăn cản, chỉ là thủ đoạn ngăn ngừa tiết lộ pháp môn của cửu phương hỗn độn quốc quả thực còn nghiêm ngặt hơn. Kỳ Linh cũng không thể làm gì khác hơn. Loại bí văn trên trí nhớ này huyền diệu vô cùng, cũng không phải là thứ mà một thiên tiên có thể làm được, đích thị là trưởng bối của sư môn sau lưng nàng làm ra. Kỳ Linh chỉ có thể buông tha, lại tiếp tục xem những trí nhớ khác. Lần xem này trọn vẹn tốn thời gian nửa ngày. Lúc này Kỳ Linh mới buông lỏng,
cái tay đặt trên đỉnh đầu của Khiếm Nhu tiên tử. Trí nhớ của tiên tử này quá khổng lồ, Kỷ Linh lại muốn tìm hiểu hư thực của cửu phương hỗn độn quốc kỹ càng hơn một chút, lại tìm kiếm thêm một ít thứ, cho nên cũng phải tốn cả buổi thì mới có thể ghi nhớ được. Hóa ra là như vậy. Trên mặt của Kỷ Linh cũng hiện lên nụ cười vui vẻ. Thật là kinh hỉ ngoài ý muốn mà. Sau khi hoàn toàn xem xong trí nhớ của Khiếm Nhu tiên tử, hắn đối với cửu phương hỗn độn quốc coi như cũng biết được sơ sơ. Khiếm Nhu tiên tử này có thân phận rất đặc thù. Gia gia của nàng tự là cửu phương quốc chủ. Cửu phương quốc chủ có ba nhi tử, mà phụ thân của Khiếm Nhu tiên tử là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử ngao du thiên hạ, đi ngang qua một thánh địa đã gian dâm một thánh nữ của tông phái địa phương, sau đó lại phiêu nhiên rời đi, đã sớm quên đi chuyện này. Đồng thời thực lực càng mạnh thì lại càng khó có con nối dõi. Cửu phương quốc chủ cũng chỉ có ba nhi tử trước khi trở thành thế giới cảnh mà thôi. Nhị hoàng tử không nghĩ tới, hắn tùy ý gian dâm một lần lại có một nữ nhi. Thánh nữ kia lại có hài tử. Thánh nữ này lập tức bị người ta quát mắng, cuộc sống khốn khổ. Khiếm Nhu tiên tử theo sau mẫu thân của nàng, nhìn xem mẫu thân của nàng trong lúc bị tra tấn, bị đánh mắng, cuối cùng tự sát mà chết đi. Cảnh này khiến cho Khiếm Nhu tiên tử vô cùng kiêu hận vị phụ thân chưa từng gặp mặt kia. Kế tiếp chính là cảnh cửu phương quốc chủ thi triển pháp thuật một lần nào đó mà do thám được lai lịch huyết mạch ở bên ngoài, vì vậy mới tìm tới dẫn theo tôn nữ này trở về. Khiếm Nhu tiên tử một bước lên trời, rất đơn giản đã có thể diệt sát tông phái, khiến cho mẫu thân của nàng tự sát mà chết kia. Thế nhưng nàng lại càng hận phụ thân nhị hoàng tử của nàng hơn. Nàng giống như độc xà ẩn nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội, rốt cục nàng cũng đã tìm được cơ hội, đem nhị hoàng tử không có phòng bị đưa vào bên trong vạn khổ hải dương. Tuy rằng cửu phương quốc chủ có thể nhanh chóng cứu nhị hoàng tử ra, thế nhưng nhị hoàng tử đã ở bên trong vạn khổ hải dương nửa canh giờ, cho nên lúc này nhị hoàng tử cũng đã trở nên điên điên khùng khùng. Cảnh này khiến cho cửu phương quốc chủ giận dữ không thôi, bởi vì dù sao huyết mạch hoàng tộc rất là thưa thớt, cho nên hắn nhốt Khiếm Nhu tiên tử vào trong thế giới lao ngục này. Cửu phương quốc chủ quả thực là uy mãnh mà, không ngờ lại trước sau chinh phục 12 hỗn độn thế giới. Thậm chí cũng có ít nhất 3 vị tồn tại thế giới cảnh chết ở trong tay của hắn. Kỷ Linh âm thầm cảm khái không thôi. Sau khi một hỗn độn thế giới sinh ra đời, trải qua vô số năm tháng, già yếu sẽ bị diệt vong. Thế nhưng sau khi bị diệt, trải qua một đoạn năm tháng lại có thể lần nữa thai nghén ra thần ma như trước, có thể phát triển ra hỗn độn thế giới mới. Cho nên kỳ thực cửu phương quốc chủ thống lĩnh một mảnh thiên hạ rất là rộng lớn, có thể chém giết bản cổ đẳng cấp như nữ hoa nương nương. Như vậy cửu phương quốc chủ này là thần ma kiêm tu, quả thực mạnh mẽ. Kỷ Linh không khỏi cảm thán, luận cường đại cửu phương hỗn độn quốc còn mạnh hơn nhiều so với tam giới. Bất quá không có nghĩ tới ngũ bảo kiếm thuật lại là kiếm thuật như vậy. Hai mắt Kỷ Linh lại sáng lên. Môn kiếm thuật này tuyệt đối không phải là thứ mà phủ cư đạo tổ có khả năng sáng chế ra được, nhất định là hắn đã lấy được tại một chỗ nào đó. Sau khi quan sát trí nhớ của Khiếm Nhu tiên tử thì Kỷ Linh mới biết được pháp môn siêu việt cực hạn của thiên đạo phải sau khi đạt tới thế giới cảnh thì mới có thể sáng chế ra được, cũng chỉ là có khả năng mà thôi, cũng không phải là mỗi một vị hỗn độn tiên nhân thế giới thần đều có thể sáng chế ra được. Ngay cả nữ hoa nương nương cũng không thể sáng chế ra. Cho dù là ở trong cửu phương hỗn độn quốc, loại pháp môn siêu việt cực hạn thiên đạo này cũng chỉ có 3 loại. Cửu phương hỗn độn quốc có 3 gã tồn tại thế giới cảnh, trong đó cửu phương quốc chủ có thực lực mạnh nhất. Thế nhưng hai vị tồn tại thế giới cảnh khác lại không thể sáng chế ra pháp môn siêu việt thiên đạo cực hạn. Bên trong cửu phương hỗn độn quốc có 3 đại pháp môn siêu việt cực hạn, có 2 loại là do cửu phương quốc chủ sáng chế ra, còn có 1 loại chính là thứ mà lúc cửu phương quốc chủ chinh chiến ở trong hỗn độn thế giới đạt được. Bậc pháp môn siêu việt cực hạn thiên đạo này, ngay cả đám người tổ thần, tổ tiên cũng phải lập công lao to lớn thì mới có thể đạt được ban thưởng. Về phần đám thiên tiên, thiên thần căn bản không có tư cách lấy được. Về phần chân thần, chân tiên nữ cũng phải là người chính thức có thiên phú kinh người, công lao rất lớn, địa vị cực cao thì mới có thể được xem. Cho dù được xem thì mỗi người đều phải lập lời thề bổn mạng, tuyệt đối sẽ không truyền ra bên ngoài. Ở trong cửu phương hỗn độn quốc, chỉ có cửu phương quốc chủ mới có thể truyền thụ 3 đại pháp môn này. Ngay cả đám người tổ thần tổ tiên cũng phải lập lời thề bổn mạng. Nói cách khác, ở trong thế giới lao ngục này, ta căn bản cũng không có khả năng có được pháp môn siêu việt cực hạn thiên đạo. Trong lòng Kỷ Linh vô cùng rung động.
Không nghĩ tới phù cư đạo tổ bên trong tam giới ta lại có được pháp môn như vậy. Đây là thứ mà phải đạt tới tầng thứ như nữ hoa nương nương, thậm chí tu luyện tới tình trạng cực kỳ cao thâm mới có thể ngộ ra được. Lại nghĩ tới việc phù cư đạo tổ chết đi ở trong hỗn độn, mà lúc chết đi lại sắp xếp truyền thừa, dường như đã biết rõ mình sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ sợ phù cư đạo tổ đã lấy được pháp môn ngũ bảo kiếm thuật này ở một chỗ nào đó, chỉ là hắn không muốn bạo lộ chỗ kia, cho nên mới nói là mình sáng chế ra. Kỳ Linh nói thầm một tiếng. Khiếm Nhu ở bên cạnh cũng không lên tiếng, nàng biết rõ vị khán thủ giả ở trước mắt này đang suy tư. Rất tốt. Rất cục Kỳ Linh cũng nhìn về phía nữ tử này nói, ta biết rõ linh đan của ngươi cũng không còn nhiều lắm, một lọ linh đan này cũng đủ để cho ngươi sống một đoạn thời gian. Nói xong, trong tay của Kỳ Linh xuất hiện một bình ngọc, trong bình ngọc là một ít thuần dương linh đan. Chuyện này khiến cho hai mắt của Khiếm Nhu kia sáng lên. Xin tạ ơn chân tiên. Khiếm Nhu vô cùng cung kính. Đây chính là thứ mà nàng có nhu cầu cấp bách nhất. Kỳ thực một thiên tiên ở trong này không chém giết, không chiến đấu, chỉ cần sống thôi thì tiêu hao pháp lực cũng rất là nhỏ bé. Thế nhưng lại không gánh được thời gian giam giữ quá lâu. Một hỗn độn kỷ nguyên dài dằng dặc thế nào đây, chỉ riêng pháp lực tiêu hao cũng rất kinh người. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Kỳ Linh nói. Xin chân tiên cứ hỏi. Khiếm Như có chút nghi hoặc, trí nhớ của nàng đều bị đối phương biết rõ, còn có chuyện gì cần hỏi nữa đây? Tin rằng ngươi cũng đã nhìn ra, kim đan ở trong cơ thể của ta chỉ là kim đan nhất đẳng thấp cấp mà thôi. Kỳ Linh nói. Ta nghe nói có một loại phương pháp có thể dùng một ít hỗn độn kỳ vật, lại sử dụng bí pháp đặc thù, có thể khiến cho kim đan ở trong cơ thể xảy ra lột xác, có thể đề cao đến cấp bậc thứ hai. Mà bây giờ thế giới lao ngục giam giữ nhiều tù phạm như vậy, ta phải làm như thế nào mới có thể từ trong những tù phạm này đạt được thứ ta cần, khiến cho kim đan của ta tăng lên. Tuy rằng nói đã đạt được trí nhớ của đối phương, thế nhưng tư duy, phương thức làm việc của đối phương vẫn khác biệt với hắn. Chân tiên như vậy là muốn giúp đỡ ai hay sao? Khiếm Nhu nhìn Kỳ Linh nói. Chỉ một mình ta mà thôi. Kỳ Linh nói. Nói như vậy... Khiếm Nhu suy tư một chút. Ở bên trong thế giới lao ngục này, người yếu nhất chính là thiên thần thiên tiên, cấp thấp nhất là chân thần chân tiên, đẳng cấp cao nhất là tổ thần tổ tiên. Đám người tổ thần tổ tiên đều có thể từ trong hỗn độn hấp thu lực lượng. Thực lực của mỗi người trong bọn hắn đều rất cường đại, chỉ sợ không phải là người mà chân tiên ngươi có khả năng đắc thủ được. Mà thiên thần thiên tiên dù sao ở trong cửu phương hỗn độn quốc cũng có thực lực thấp kém, cho dù địa vị có đặc thù tới đâu, cho dù biết rõ pháp môn để thăng kim đan, như vậy nhất định cũng đã từng phát ra lời thề bổn mạng, không có khả năng truyền ra bên ngoài. Mà những hỗn độn kỳ vật chân quý kia, đám thiên thần chân tiên, thiên tiên rất ít có khả năng có được. Như vậy cho nên chỉ có chân thần, chân tiên mà thôi. Khiếm Nhu nhìn Kỳ Linh lại nói. Chỉ có từ trên người những tù phạm, chân thần chân tiên kia thì mới có thể có thứ mà Bắc Minh đại nhân ngươi cần. Những chân thần chân tiên kia đều không có đạt tới cấp độ có thể hấp thu lực lượng từ trong hỗn độn, cho nên bọn hắn cũng phải dựa một ít linh đan để chèo chống. Mà nếu dùng linh đan để chèo chống mạng sống thì cũng được, thế nhưng nếu dùng để chiến đấu thì lại không thể. Khiếm Nhu mỉm cười nhìn qua Kỳ Linh nói. Chỉ cần Bắc Minh đại nhân ngươi không ngừng công kích chân thần chân tiên, bức bách bọn hắn tiêu hao thần lực pháp lực mà nói, cho dù có nhiều linh đan hơn nữa thì cũng không chống đỡ được chiến đấu quá lâu. Cuối cùng bọn hắn sẽ bởi vì pháp lực thần lực tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng nhất định sẽ bị mất mạng thôi. Đại nhân có thể buộc hắn thần phục, đồng thời cũng có thể trực tiếp giết bọn chúng, sau đó đạt được bảo vật ở trên người bọn họ. Bảo vật của chân thần chân tiên so sánh với thiên thần thiên tiên còn nhiều hơn nữa nhiều. Toàn bộ thế giới lao ngục rất lớn, tù phạm chân thần chân tiên cũng có rất nhiều, hoặc là giết hoặc là bức bách thần phục, càn quét toàn bộ một lần, tin rằng nhất định Bắc Minh đại nhân có thể có được thứ mình cần. Kỳ Linh liếc nhìn Khiếm Nhu, tâm tư thật độc ác. Đối với người đồng tộc của mình, không ngờ cũng có thể có lòng dạ độc ác như vậy. Mặc dù hắn cũng có trí nhớ của đối phương, thế nhưng trong lúc nhất thời hắn vẫn không nghĩ tới được cái thủ đoạn này. Chỉ cần đại nhân ở bên ngoài trận pháp cấm chế, như vậy đại nhân có thể công kích được bọn hắn rồi. Bọn hắn có công kích lại thì cũng không làm ảnh hưởng gì tới người được. Khiếm Nhu cười cười lại nhìn Kỳ Ninh nói tiếp. Bọn hắn chỉ có con đường bại vong mà thôi, nếu như không phục tùng thì cũng chỉ có chết mà thôi. Thực lực của ta so với chân thần chân tiên vẫn còn kém xa mà. Kỳ Linh cảm khái.
giết chân thần ư, giết tạo tổ chân tiên ư? Nếu như còn ở bên ngoài, dùng thực lực hiện tại của mình, ngay cả nghĩ Kỳ Linh cũng không dám. Thế nhưng ở trong thế giới Long Ngục này, quả thực hắn có khả năng làm được. Chỉ cần đại nhân có đủ kiên nhẫn, một đám chân thần chân tiên sẽ bị đại nhân quét ngang. Trừ phi có ai có thể hấp thu được lực lượng từ trong hỗn độn thì mới là ngoại lệ. Khiếm Nhu nói, có lẽ ở trong toàn bộ thế giới Long Ngục cũng có người như vậy. Thế nhưng ta có thể khẳng định sẽ ít càng thêm ít. 100 tên chân thần chân tiên cũng khó có thể tìm ra được một người. Kỳ Linh nở nụ cười nói, rất tốt. Lập tức Kỳ Linh quay người rời đi. Thời gian trôi qua, Kỳ Linh lại liên tục càn quét sau gã thiên thần thiên tiên. Sau khi phát hiện ra Kiểu Phương Hỗn Độn Quốc đã bị diệt, cả hai người rơi vào điên cuồng muốn giết chết Kỳ Linh. Chỉ là có bất kỳ huyền công hộ thể, Kỳ Linh cũng không phải là người bọn hắn có khả năng giết chết được. Mà hai người kia tự nhiên cũng mất mạng. Bốn người còn lại thì mừng rỡ, đều cam tâm để cho Kỳ Linh siêu hồn một phen. Dù sao giữa tử vong và thần phục, bọn hắn sẽ biết nên chọn như thế nào. Kể cả Khiếm Nhu tiên tử, tổng cộng Kỳ Linh đã siêu hồn đối với năm tên thiên tiên, thiên thần. Cho nên lúc này hắn lại càng hiểu rõ thêm về Kiểu Phương Hỗn Độn Quốc. Xem ra hy vọng của ta vẫn ở trên những chân thần kia, ở trên người thuần dương chân tiên. Kỳ Linh ngồi ở trên hư không chu liền nói, phương pháp mà Khiếm Nhu thiên tiên kia nói quả thực cũng là biện pháp duy nhất rồi. Chân thần chân tiên địa vị so với thiên thần thiên tiên còn cao hơn gấp nghìn lần vạn lần. Cũng giống như bên tam giới này vậy, khác biệt như trời và đất. Mặc kệ là địa vị, quyền lực, thậm chí là bảo vật đều hoàn toàn khác biệt. Thậm chí ở bên trong Kiểu Phương Hỗn Độn Quốc, trong thế lực một ít môn phái, có một chút chân thần chân tiên lợi hại, thậm chí còn có tư cách truyền thụ, cho nên cũng sẽ tùy thân mang theo một ít pháp môn. Vù vù, hư không chu bay đến trên không của một hồ nước. Bên trên hồ nước có những hòn đảo lẻ tẻ. Ở bên trên một hòn đảo, trong đó có một gã tù phạm chân tiên. Bên trên hòn đảo, Đông Quần chân tiên đang khoanh chân ngồi đó, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới tâm cảnh của mình. Bỗng nhiên bên ngoài có một cỗ chấn động truyền đến, làm cho hắn phải bừng tỉnh. Có sinh mạng đến sao? Đông Quần chân tiên mở mắt ra, liếc mắt một cái, hắn đã nhìn thấy ở giữa không trung mấy trăm dặm có một thiếu niên mặc áo bào trắng. Hắn vừa nhìn qua đã lắp bắp kinh hãi. Cái này là chân tiên sao? Khí tức sao lại yếu như vậy? Không ngờ lại là chân tiên nhất đẳng yếu nhất như vậy. Đối với thần tiên của Kiểu Phương Hỗn Độn Quốc mà nói, thiên thần là cùng một cấp độ với thiên tiên, địa vị của chân tiên cao hơn rất nhiều. Mà bản tôn của Kỳ Linh chính là thần ma luyện khí kiêm tu, đối phương cũng có thể cảm ứng được khí tức thần thể của Kỳ Linh. Thế nhưng càng chú ý khí tức thuần dương chân tiên của Kỳ Linh thì hắn đã nhận ra được khí tức chân tiên này yếu tới mức không hợp thói thường. Ngươi là khán thủ giả mới tới sao? Sắc mặt của Đông Quần chân tiên thay đổi quát lên. Sao Cửu Phương Hỗn Độn Quốc lại có thể phái người yếu như ngươi tới đây được chứ? Chỉ sợ ngươi cũng đoán ra được rồi, Cửu Phương Hỗn Độn Quốc đã bị tiêu diệt. Kỳ Linh đứng ở giữa không trung rồi nói, mà bây giờ thế giới Lao Ngục này đã rơi vào trong tay của ta. Lịch đại khán thủ giả trước đó chỉ sợ cũng không dám tùy ý đánh giết đối với tù phạm, thế nhưng ta lại dám. Đông Quần chân tiên cười lạnh. Chỉ bằng ngươi? Đương nhiên là hắn có ngạo khí của mình. Loại chân tiên cấp thấp nhất này thực lực quá yếu, Đông Quần chân tiên hắn có thể dễ dàng tàn sát. Ta cho ngươi hai con đường. Kỳ Linh cũng cảm giác được Đông Quần chân tiên ở trước mắt có thể mang đến uy hiếp rất là đáng sợ. Lúc trước Vô Gian Môn phái ra gần 300 thiên thần chân tiên để đuổi giết hắn. Thế nhưng bọn hắn so với Đông Quần chân tiên còn yếu hơn. Vị chân tiên của Kiểu Phương Hỗn Độn Quốc này ở trong tam giới tuyệt đối là cấp độ chân thần đạo tổ. Con đường thứ nhất là thần phục với ta, Kỳ Linh nói. Con đường thứ hai, nếu như ngoan cố chống lại thì ta có thể ở bên ngoài trận pháp cấm chế công kích ngươi. Ngươi lại không có cách nào công kích được ta. Thực lực của ngươi ngập trời, đúng là mạnh hơn ta rất nhiều. Thế nhưng ngươi giao thủ với ta thì nhất định sẽ tiêu hao pháp lực. Mà một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, khi đó ngươi cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Chọn đi, Kỳ Linh lãnh đạm nói. Trong mắt của Đông Quần chân tiên có hàn mang lập lòe. Nếu như là thời đại của Kiểu Phương Hỗn Độn Quốc, loại chân tiên nhược tiểu này vừa nhìn thấy hắn đều cung kính nơm nớp mà lo sợ. Ngươi đã quá đề cao mình rồi, chỉ là một loài bò sắt nhỏ yếu mà thôi. Ngươi còn tưởng mình là ai? Đông Quần chân tiên cười lạnh. Uy nghiêm của Đông Quần chân tiên ta ở dưới trứng của ta có hàng ức quốc độ.
không có ai dám cãi lời của ta. Loại người xuất thân hèn mọn, chân tiên thấp nhất như ngươi, ta sẽ đứng để mặc ngươi công kích thì ngươi cũng đừng mơ có thể làm tổn thương tới ta. Hắn cao ngạo, hắn ở trong năm tháng dài dằng dặc, tuyệt đối không cho phép hắn cúi đầu với một chân tiên nhỏ yếu. Cần phải biết, cho dù hắn đã phạm vào tội lớn, thế nhưng ở trong cửu phương quốc chủ cũng có thân phận khá lớn, cho nên bọn họ cũng chỉ nhốt hắn lại mà thôi. Thật như vậy sao? Như vậy, bò sát nhỏ yếu như ta cũng muốn biết một chút về sự lợi hại của ngươi. Kỳ Linh vung tay lên, xoẹt xoẹt. Chung quanh lập tức có trọn vẹn 729 thanh thuần dương phi kiếm đang lơ lửng. Trong đó có 720 thanh đều là do chém giết Lương Khâu kia mà lấy được. Bên trên đều có đại thiên phủ văn mà Kỳ Linh đã để lại. Theo thuần dương pháp lực tràn vào, phi kiếm bắt đầu khởi động. Tâm lực tầng thứ tư phối hợp với pháp môn vận chuyển thần hồn có thể đơn giản điều động 729 thanh phi kiếm này. Dù sao hôm nay Kỳ Linh khống chế thần hồn đã tùy ý, ngay cả hình thiên thần mạnh nhất hắn cũng có thể khống chế được, chứ đừng nói tới những phi kiếm này. Một thanh ngọc kiếm lập tức được ngưng tụ ra ở trước người của Kỳ Linh. Đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng. Ồ, cũng có chút thủ đoạn đây. Đông Quẩn chân tiên khoanh chân ngồi ở đó cười lạnh một tiếng. Một con bò sát nhỏ, nếu như không phải vì có trận pháp cấm chế vây khốn, như vậy hắn có thể đơn giản diệt sát kẻ yếu đuối như Kỳ Linh. Xoẹt. Để lại trên không trung một đạo hồng quang, ngọc kiếm đã đâm về phía Đông Quẩn chân tiên. Đông Quẩn chân tiên chỉ hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt của hắn lập tức bắn ra một đạo kim quang. Phanh một tiếng, ngọc kiếm do đại thiên kiếm trận đệ cửu trọng của Kỳ Linh cô động mà thành đã hoàn toàn nát bấy. Kiếm quang của Kỳ Linh giống như là trứng gà, còn kim quang mà đối phương phát ra lại giống như là đá. Trứng gà đụng phải đá, đương nhiên vừa mới va chạm sẽ xong đời. Chênh lệch quá xa, khác biệt như trời và đất vậy. Quả thực là thực lực giữa chân thần đạo tổ trong tam giới rồi. Kỳ Linh lại càng khát vọng kim đan của bản thân có thể tăng lên, mặc dù chỉ tăng lên được cái tầng thứ hai, như vậy chênh lệch cũng sẽ không trở thành không hợp thói thường như vậy nữa. Đi! Kỳ Linh lần lượt cô động kiếm quang. Kiếm quang của đại thiên kiếm trận xẹt qua trời cao, chém giết về phía Đông Quẩn chân tiên. Đông Quẩn chân tiên liên tiếp chặn đánh ba lượt, rốt cục hắn cũng cau mày. Pháp lực tiêu hao quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy xuống dưới thì... Đông Quẩn chân tiên không cam lòng phát hiện ra một việc. Tuy rằng việc ngăn cản đối với hắn mà nói rất là nhẹ nhõm, thế nhưng một khi thao túng pháp bảo chém giết thì lại có tiêu hao pháp lực quá nhanh. Ra! Trên mặt của Đông Quẩn chân tiên có vẻ nổi giận, hắn cả giận hừ lạnh một tiếng. Lập tức xuất hiện pháp bảo hình dáng như một chiếc chén. Nó cao chừng 10 trượng, trực tiếp úp ngược vào chỗ của Đông Quẩn chân tiên đang khoanh chân ngồi bảo hộ Đông Quẩn chân tiên. Đấu pháp như rùa đen rút đầu đối với Đông Quẩn chân tiên mà nói chính là một loại sỉ nhục. Thế nhưng nếu trốn ở trong pháp bảo, như vậy pháp lực tiêu hao nói một cách tương đối sẽ ít hơn nhiều. Phanh phanh phanh. Từng đạo kiếm quang liên tiếp chém vào bên trong pháp bảo hình dạng cái bát ở đằng sau, thế nhưng lại khó có thể công vào bên trong được. Ồ, Kỳ Linh nhíu mày. Đại thiên kiếm trận tiêu hao pháp lực quá nhanh, nếu như dựa vào lực lượng thiên địa để thu nạp ở bên ngoài khôi phục lại, chỉ sợ sẽ phải mất rất lâu mới có thể giết được hắn. Nếu như dựa vào tiên đan để khôi phục pháp lực, tiên đan cũng quá lớn. Xem ra ta phải tìm một phương pháp tiêu hao pháp lực tương đối ít khác mới được. Ồ, đúng rồi. Trong lòng Kỳ Linh khẽ động, hắn đang nghĩ tới một kiện bảo vật Bát Hỏa Càn Khôn Giới. Ở trong Bát Hỏa Càn Khôn Giới chứa 8 đại chân hỏa, uy năng khi chân hỏa cháy rất là đáng sợ. Kỳ Linh chỉ cần tiêu hao một chút pháp lực để duy trì Bát Hỏa Càn Khôn Giới là được rồi. Huống chi đối phương cũng bị vây ở trong phạm vi ngàn dặm, căn bản không có cách nào công kích được Bát Hỏa Càn Khôn Giới một chút nào, chỉ có thể mặc cho Bát Hỏa Càn Khôn Giới cháy mà thôi. Đây quả thực là phương pháp tốt nhất. Một khi Bát Hỏa Càn Khôn Giới cháy cũng không thua kém Kỳ Linh dùng đại thiên kiếm trận điên cuồng bổ một chút nào, mà lại pháp lực tiêu hao rất ít. Ồ, Đông Quẩn chân tiên trốn ở bên trong pháp bảo dạng cái bát kia lại kinh ngạc phát hiện ra Kỳ Linh đã dừng công kích lại. Ngừng rồi ư? Tâm ý của Đông Quẩn chân tiên khẽ động, pháp bảo dạng cái bát cũng được thu hồi vào trong cơ thể. Mặc dù duy trì pháp bảo cũng phải cần tiêu hao pháp lực, rất nhiều y phục pháp bảo của tù phạm nơi này bởi vì thời gian dài không có pháp lực giữ gìn, lại dưới 5 tháng dài dằng dặc ăn mòn, cho nên đã tổn hại rất nhiều. Tuy nói pháp bảo bình thường rất khó hư hại, thế nhưng nếu như thời gian dài như mấy hỗn độn kỷ nguyên nhất định cũng sẽ bị tổn hại.
Đông Quẩn Chân Tiên ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên mặc áo bào trắng đang đứng ở trên bầu trời, cười lạnh mà nói: "Ta khuyên ngươi nên buông tha đi. Chân Tiên nhỏ yếu như ngươi, nếu như muốn phát ra kiếm quang có uy năng như vậy, sợ rằng cũng phải tiêu hao rất nhiều pháp lực. Không được bao lâu thì pháp lực của ngươi sẽ tiêu hao bằng hết rồi, phải rời khỏi thế giới Long Ngục để khôi phục pháp lực. Mà muốn khôi phục pháp lực cũng cần phải có thời gian, lần lượt đến tập kích ta, lần lượt khôi phục. Ngươi muốn tiêu hao pháp lực của ta, muốn làm được điều này cần thời gian rất lâu." "Ngươi sợ rồi sao?" Kỳ Linh lại đột nhiên nói. Đông Quẩn Chân Tiên cứng họng. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm một lời nào nữa. Lời nói của đối phương hoàn toàn chính xác, pháp lực của hắn không có cách nào bổ sung được, mà pháp lực của tên khán thủ giả này lại có thể liên tục bổ sung không ngừng. Chỉ cần thời gian đủ lâu, cuối cùng pháp lực của hắn cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. "Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có được bao nhiêu kiên nhẫn đây." Đông Quẩn Chân Tiên thầm nghĩ trong lòng. Bát Hỏa Càn Khôn Giới đang được Kỳ Linh đặt ở trong chính giữa thủy phủ. Kỳ Linh sắp xếp một đạo phân thân trong đó ra khỏi tấm bia đá, sau đó đem Bát Hỏa Càn Khôn Giới mang đến, về sau lại mang đến chỗ này. Bởi vì khoảng cách xa xôi cho nên cũng trọn vẹn bay hơn một ngày thì mới có thể đến được nơi này. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 128 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.